Hãy tha thứ cho người đó vì chính bản thân mình. Những người đã phản bội bạn rồi ra đi, những người bạn đã lừa tiền của bạn và bỏ trốn, những người đã làm những trò không đáng là con người với bạn. Vì chính bạn chứ không phải vì những kẻ đó. Thực sự, hoàn toàn chỉ vì chính bản thân bạn chứ không phải vì ai khác. Hãy tha thứ cho những con người ấy, không phải vì họ tốt đẹp, không phải vì họ đáng được tha thứ, không phải vì thì người ta cũng là người, mà vì chỉ có như thế bạn mới sống được. Vì bạn phải quên họ đi để sống tiếp cuộc sống của mình, vì bạn có quyền được hạnh phúc. Vậy hãy tha thứ cho những con người ấy. Dù sẽ không dễ dàng gì, dù bạn sẽ cảm thấy đầy bất công, và chắc ngay lúc này bạn cũng đang rất uất ức, nhưng hãy nghĩ cho chính bản thân bạn. Hãy nghĩ xem điều đó có thực sự tốt cho bạn không, rồi sau đó hãy quyết định. Cho dù trái tim bạn có không hài lòng với điều mà lý trí mách bảo, thì trước hết hãy cứ quyết định rằng mình sẽ tha thứ và quên hết mọi chuyện. Và hãy quyết định sẽ tha thứ cho chính bạn, người đã khiến bản thân mình đau khổ vì quá oán hận kẻ đã làm hại mình. Hãy chăm chỉ cầu nguyện, hãy quỳ gối cầu nguyện, hãy nói to thành tiếng và cầu nguyện. Hãy xin cho mình có thể rũ bỏ được, và hãy xin cho mình có thể quên được vì chính bản thân mình. Cứ như thế, đến một lúc nào đó, nước mắt bạn sẽ vỡ òa và bạn sẽ dần quên đi. Bạn sẽ vẫy vùng, cố chống lại, nhưng rồi bạn sẽ dần quên đi. Bạn sẽ gào thét đau đớn như thế, phải sắp rời xa thế gian này, và bạn sẽ dần quên đi. Không phải vì chính bạn là mình quên và rũ bỏ, mà là tình yêu và lòng từ bi của Chúa và Đức Phật đã giúp cho mọi thứ trở lại viên mãn. Nếu ngay lúc này có ai đó bạn chưa thể tha thứ, thì hãy tin vào tình yêu và lòng từ bi của Chúa và Đức Phật để tha thứ cho họ vì chính bản thân bạn.